Hello, rồi em chào đại gia đình, chào bà con nha. Đó, hôm nay em có một cái bật mí nhỏ cho quý vị về cái thầy Life Food Life của em nha. Nên em chăm sóc thầy thấy thú vị quá quý vị. Cũng mới đào ra được ở trên mạng này ha. Đây quý vị đọc cái này nè, nhìn nha. Nghe nè. Kính gửi quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường. Nghe nha, nghe thông tin tài khoản cúng dường nè. Ôi, Vietcombank, ngân hàng ngoại thương Việt Nam là Vietcombank nha. Tài khoản Vương Tấn Việt, số lại Vương Tấn Việt ha, số tài khoản cá nhân mà. Thứ hai, ACB, ngân hàng Á Châu, Vương Tấn Việt. Thứ ba, Techcombank, Vương Tấn Việt. Thứ tư, Vietinbank, Vương Tấn Việt. Thứ năm, MSB, ngân hàng hàng hải, Vương Tấn Việt. Số 6, ngân hàng Đông Á, Vương Tấn Việt. Số 7, Agribank, Vương Tấn Việt. Tôi sơ thấy có 8 ngân hàng rồi. Bởi tôi nói quý vị, thầy chùa bây giờ mở tài khoản nhiều lắm quý vị, mà toàn là tài khoản cá nhân không à, khổ ghê. Cúng dường cúng cho chùa ha, cúng chùa mà đúng ra là phải có cái tài khoản của chùa đúng không? Đó, tài khoản của chùa mà toàn là Vương Tấn Việt, Vương Tấn Việt, Vương Tấn Việt không à quý vị ơi. Rồi ai kiểm soát cái đó, ai sao kê cái đó, cúng dường đâu ai đâu sao kê quý vị. Ôi, văn văn dưới dưới mập mờ nha quý vị, nhức cái đầu lắm. Còn cái này thông tin này nữa này. Khi chuyển khoản cúng dường xin quý Phật tử vui lòng không ghi nội dung chuyển khoản quá 10 từ. Ngắn thôi đừng nhiều quá. Tại nhiều quá là cái phần dư phía sau là thầy không biết. Có nghĩa là chỉ ghi là 10 chữ thôi. Tại vì ghi là có 10 chữ là ghi chỉ cúng dường. Cúng dường là hết 8 chữ rồi, đúng không? Ghi nội dung là cúng dường là đã là hết 8 chữ rồi. Không đủ ghi cái tên nữa. Cho nên đề nghị là phải ghi ngắn thôi. Chỉ ghi đủ chữ cúng dường thôi. Ôi dạ. Trời ơi, rồi chưa nói đâu, nhiều lắm. Nhiều quý Phật tử lắm quý vị ơi. Ôi dạ, khổ ghê. Bởi vậy á, còn lên thuyết giảng người ta là cúng là phải không có được khoe, cúng là phải im lặng, càng im lặng là phước báo càng nhiều. Ô là lá na, trời đất ơi. Bởi vậy tôi nói quý vị nghe, vô quốc cái siêu xe 2 tỷ mấy, lăn bánh gần 3 tỷ nha. Cái gì Wunkagen gì đó, cái hãng xe đó quý vị biết rồi, siêu xe nha. Đó, bắt đầu nghe cộng đồng mạng người ta phốt lên cái bỏ cọc luôn, 100 triệu bỏ giống như là bỏ giống như là một sợi lông tơ hồng đó quý vị. Tiền của ai? Tiền bá tánh mà quý vị. Tôi nói quý vị nghe, 100 triệu như một cái núi, 100 triệu những người lao động mà trời, như tôi đây, tôi làm 100 triệu, tôi làm nửa năm trời không ra quý vị. Nó dễ gì ra được 500 triệu đâu mà bỏ cọc, bỏ cái rẹt đó quý vị, thấy không? Cũng nhiều vô nha, cũng nhiều vô. Rồi mới đây này có nhiều chiêu trò lắm. Đó, đệ tử là Angola đó quý vị, Angola nha, cũng là một, không phải là một đệ tử đâu, có cả trăm cả ngàn đệ tử post bài nha. Hãy đến chùa Phật Quang đồ đó, đó, đến chùa Phật Quang để được ăn chay miễn phí, ăn cơm chay miễn phí nha, nhiều chiêu lắm. Ăn cơm chay miễn phí, đó, ăn cơm chay miễn phí, cái tới đó cái bắt đầu bán đồ chay đem về. Ví dụ mấy cái khô, mấy cái này mấy cái kia kìa, mấy cái đồ chay mà thực phẩm chay đó. Là tới đó ăn cơm chay miễn phí, rồi bắt đầu là ăn miễn phí là giống như là cắn cái lưỡi câu mẹ nó rồi, đúng không? Không lẽ mình tới chùa mình ăn miễn phí, mình đi về thì người ta sẽ cảm thấy là chắc không có được phước báo gì hết trơn, tổn phước quá, phải cúng dường. Hoặc cái thứ nhất cúng dường, cái thứ hai là phải mua đồ ủng hộ cho chùa ha, bắt đầu mua đồ chay gì giá cắt cổ. Đó, có nhiều chiêu lắm quý vị. Bởi tôi nói bây giờ sao mà cái phải nói là trình độ marketing là nó lên một cái tầm cao mới rồi đó. Ví dụ như anh Thích Nhuận Đức của chúng ta là bán cái máy tụng kinh niệm Phật. Cái máy đó thì mấy chục ngàn thôi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật. Chỉ thâu âm vô cái là mình lặp đi lặp lại hoài, cái điện tử mà. Rồi treo lên cổ á. Máy nó mấy chục ngàn thôi, cái giữa đời kia là tặng 50 ngàn cái. 50 ngàn cái máy tụng kinh. Đó, cái bắt đầu là cái tặng người ta. Tặng hết cái gì, cái mở cái hộp ra, cái trong cái để số tài khoản. Số tài khoản đàng hoàng, số tài khoản cá nhân đó nha, chứ không phải số tài khoản chùa nha, số tài khoản cá nhân. Cái bắt đầu là về nói là tỳ hỷ ha,
tùy hỷ, cúng dường nhiều cúng, tâm bảo mà, tùy duyên, để số tài khoản. Không lẽ bây giờ họ cúng họ chuyển 50, chuyển 100, ít chứ là chuyển 100 là đã thấy có lời đó. Mà mình 50.000 cái đâu có biết nhiều, nhiều chiêu quá. À, bữa nay tôi mới nghiên cứu ra nữa, là cứ là một cái đáp đệ tử đó, cái là đăng bài lên ăn chay, ăn cơm chay miễn phí đó, lên ăn chay miễn phí, ăn bữa cơm thôi, cái bắt đầu là bán đồ đem về. À, quý vị nhớ đợt dịch Covid không, đợt dịch Covid đó, Angola Phương Trinh đó là cũng là kêu lên, cái bắt đầu là bán cái vụ dung đó quý vị, dung đất đó, con xá sùng đó, dung đất, bán dung đất về để nuốt sống nuốt trọng, ăn cái dung đất để trị Covid đâu quý vị, đó cũng kiếm mớ đâu quý vị đó, mà khuyến khích người ta ăn chay mà ăn dung đất nha. Trời ơi, đời thở nào một ông thầy chùa mà 8 cái tài khoản ngân hàng cá nhân rồi bắt đầu đưa lên trên ngay cả cái cổng thông tin luôn của chùa chính thức luôn, là số tài khoản cúng dường. Rồi quý vị nghĩ đi đó, bây giờ như là công Vinh Thủy Tiên đó, à, kêu gọi mùa lũ đó là bắt buộc sao kê đó, mà sao kê còn không ra nổi mà huống hồ gì ba cái tiền cúng dường này. Cái tiền ủng hộ từ thiện là người ta có quyền sao kê, có quyền bắt phải sao kê, tại tôi ủng hộ này ủng hộ kia đúng không, à, tôi phải cam kết rằng là cái số tiền ủng hộ của tôi nó tới cái người người dân đã người cần. Còn cái này cúng dường mà nó mơ hồ lắm quý vị, mơ hồ lắm, rồi ai đâu mà kêu sao kê, ai có đời nào mà kêu sao kê cúng dường đâu, ai kêu sao kê tiền cúng dường đâu, đó, không có quy định nào hết. Đó quý vị thấy cái quy định nghị định 93 về quyên góp vận động kêu gọi ủng hộ từ thiện là họ đã ra cái quy định rồi, là phải là số tài khoản trống, số tài khoản riêng đó, và cái ngày kêu gọi cho đến ngày kết thúc đó, bao nhiêu ngày đó, và đóng mở rồi phải phải giải quyết trong vòng bao nhiêu tháng đó, phải giải ngân rồi này nọ. Còn cái này cái tiền cúng dường này ai đâu mà yêu cầu giải ngân, rồi kêu ai yêu cầu là phải làm cái gì đó. Tôi nói quý vị mệt mỏi lắm, nhức cái đầu lắm. Chính vì vậy mà từ cái ngày mà ông Minh Tuệ ông ra đó nha, ông Minh Tuệ ông ra đó, là tôi nói quý vị nghe, là một cái kính chiếu yêu mà bây giờ thất thoát hết, cho nên mới nói là thằng ba trợn đó. Có một cái thằng ba trợn này nọ rất là ghét, mới tìm cách hại đó quý vị ơi. Quý vị nghĩ đi, một ông sư, một ông trụ trì thuyết giảng, đụng là cúng, cúng cả cái nhà luôn, cúng càng nhiều là phước càng nhiều đó. Ai mà không cúng là tổn phước, là kiếp sau là sẽ là ăn mày, không có chỗ ở ha. Rồi ai mà lấy tiền lẻ mà nhét trong tượng Phật là kiếp sau là phải nhét tiền chẳng, đưa cho thầy, chuyển khoản cho thầy, trời ở dưới nghe ngồi nghe sái cổ, rồi tiền tin vào đó. Đây là một cái miếng bánh mà tôi nói quý vị rất là béo luôn. À, cái nghề là cái nghề đi tu thành cái nghề rồi, không làm gì hết trơn, có người nuôi mà ngược lại là còn sống là sung sướng nữa đó, còn ăn sung mặc sướng. Quý vị thấy ông nào ông nấy ông mặt mày bóng bẩy, da dẻ hồng hào. Tôi nói quý vị cái bàn chân mà nó hồng còn hơn cái má tôi nữa, cái má tôi vậy còn sạm còn đen, chứ cái gót chân của mấy ổng nó còn hồng hơn cái má tôi nữa quý vị. À, cho nên quý vị thấy từ ngày ông Minh Tuệ ông ra ổng như thế đó, đúng là Đức Phật linh thiêng, quý vị công nhận không? Đức Phật rất là linh thiêng, tôi nghĩ là rất là gọi là phải nói một là đấng siêu nhiên đó quý vị. Tôi tin vào Phật nha, đó tôi rất là tin, mặc dù tôi là đạo Thiên Chúa nha, nhưng mà tôi rất tin vào Phật Thích Ca, tôi tin vào cái này cái kia lắm. Tại vì Đức Phật linh thiêng cho nên mới gọi là phái cái ông Minh Tuệ ông xuống này nha. Tại vì họ nhìn, Đức Phật nhìn thấy rồi, nhìn thấy bây giờ nó thời thế nó nhiễu nhương đó, có một vài đối tượng là mượn đạo tạo đời đó, không có phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây 1-2 năm đổ lại đây quý vị thấy cái mạng xã hội TikTok nó phát triển lên, tôi lướt đâu tôi cũng thấy thầy, lướt đâu tôi cũng thấy chùa, lướt đâu tôi cũng thấy giảng pháp, ô hàng trăm hàng ngàn hàng triệu người ngồi nghe, mà ở trên TikTok đầy cứ kêu gọi cúng dường nha. Đó thì bắt đầu là đó, chính vì nó nhiễu nhương quá đó quý vị, nó nhiễu nhương quá rồi cuối cùng là họ gọi cái gì thời mạt pháp đó đó. Chính vì vậy mà ông Phật Thích Ca đấng tối cao đó quý vị, đó bề trên đó họ mới phái cái ông Minh Tuệ xuống. Ông Minh Tuệ ổng làm một cái đùng một cái, nó không vác cái nồi cơm điện đi, là ổng đánh thức người dân
đó, cái đó gọi là gì, siêu nhiên đó quý vị, không có phải là vô lý nha, cũng không phải là ngẫu nhiên, không phải là vô tình nha. Đó, tôi nghĩ cái đó là có sự sắp xếp của Đức Phật hết rồi, cho minh tuệ này xuống để cho cái nhận thức của những cái tín đồ Phật giáo người ta bừng tỉnh lại đó, và họ giống như là thanh lọc đó quý vị, thanh lọc lại cái đội ngũ đó, cái đội ngũ chư tăng đó, mà bây giờ đang trong cái thời nhiễu nhương này là đánh mất hết cái lòng tin của bá tánh rồi. Cho nên mới phái cái ông Minh Tuệ xuống nha. Ông Minh Tuệ là một cái vì sao sáng, một cái kính chiếu yêu đó. Tôi nói quý vị, sao cái vụ ông Minh Tuệ này rồi thì bá tánh Phật tử người ta đã giác ngộ rất là nhiều điều, rất là nhiều thứ, và rất là nhiều cái thành phần ở trong Phật giáo đã bị thanh lọc đó. Ví dụ như ai thực sự là những bậc chân tu, người ta sẽ tồn tại vĩnh viễn, giống như là sư Minh Đạo đó quý vị. Ai mà tu bằng cái tâm nó đem đến những cái niềm hạnh phúc cho cuộc đời ha, không tư lợi, không màng danh lợi, tu là buông bỏ, từ bi hỷ xả, đúng giáo lý nhà Phật, thì những vị nào là những vị chân tu sẽ trụ được qua cái cơn đại hồng thủy này quý vị. À, tôi tin chắc rằng những cái vị chân tu còn sót lại sẽ tồn tại đó, sẽ mãi mãi trường tồn, và họ sẽ qua được cái cơn đại hồng thủy này. À, và khi mà cái cơn đại hồng thủy mang cái tên Thích Minh Tuệ này, mang cái ruột cơm điện đi vòng vòng này nó tràn qua, tôi nói quý vị nghe, rất 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 nhiều gọi là xàm tăng đó, xàm tăng, ma tăng lộ diện hiện nguyên hình, sẽ bị đào thải, sẽ bị đào thải đúng không, sẽ bị là công chúng vạch mặt. À, chính vì điều đó mà tôi nghĩ là xong cái đợt này thì bên phía Phật giáo sẽ trong sạch hơn, phía Phật giáo sẽ ngày càng vững mạnh đó, sẽ lấy được lòng tin của mọi người. Quý vị công nhận không? Nó cái này là tôi nghĩ ông Minh Tuệ này ông xuất hiện là trời Phật, à, đấng tối cao người ta phái ông xuống chứ không phải người thường đâu. Tôi nói quý vị, ông Minh Tuệ không phải người thường. Ai sinh ra là cũng có mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình trước rồi mới đến bá tánh, đúng không? À, ví dụ lo cho cha cho mẹ, lo bản thân, ai muốn ăn sung mặc sướng quý vị, à, cái nhu cầu cơ bản mà đến nỗi họ đã buông bỏ hết tất cả mọi thứ, họ đi tu, họ cầu nguyện để họ cho bá tánh này kia kia nọ. Nó có nghĩa là ông Minh Tuệ này ông không phải người thường, ổng là người cõi trên. Tôi chinh tin chắc rằng ổng là người được phái xuống. Ông Minh Tuệ này ổng là người được phái xuống đó quý vị. À, phái xuống trần gian đó, chứ không phải ổng là người bình thường đâu. Trời, bây giờ tôi đọc lại tôi giật mình nè. À, một cái vị trụ trì mà một cái vị chân tu mà tới 7-8 cái tài khoản cá nhân, siêu xe, đi đồng hồ Rolex, ngủ máy lạnh rồi. Tôi nói quý vị ở này, thôi có kẻ đưa người đón vậy thì thôi, chứ ai không muốn làm, ai không muốn tu. Tôi đây, mặc dù cuộc sống của tôi đây, tôi bế tắc, nhiều lúc tôi bế tắc cùng cực quý vị. À, trăm thứ lo, ngàn thứ lo, tôi cũng muốn buông bỏ. À, nhưng mà buông bỏ là được cái gì, có cái gì đâu. À, mà nếu mà buông bỏ mà kiểu như anh Life Food Life này, chắc tôi ai cũng muốn buông bỏ ha. Buông bỏ mà có buông bỏ mà tài khoản chục cái đồng hồ cả tỷ rồi, tôi cũng muốn buông bỏ vậy, đúng không? Cùng lắm là sau này là trục xuất và quay trở về là hoàng tộc, cái là cũng kiếm mớ khỏe hơn những người khác đúng quý vị mình. Ôi, số tài khoản ngân hàng qua cái đợt này tôi nghĩ nếu mà nó hay nha, tôi đưa ra một cái đề xuất à, bên cái phía ban tôn giáo, ngay cả đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng như thế, những vị cha xứ, những linh mục hoặc là những vị trụ trì hay gì đó, không được phép đứng tài sản cá nhân à, hoặc là muốn kêu gọi đóng góp gì, tất cả cúng dường hay gì, những cái chùa phải có quy định mỗi chùa có một cái tài khoản riêng. À, ví dụ chùa Hoằng Pháp là có cái tài khoản chùa Hoằng Pháp đó, cái chùa này chùa kia à, mỗi chùa là có một cái tài khoản đó, tài khoản đó lúc nào cũng là công khai ở trên cái phương tiện truyền thông, ai chuyển vô bao nhiêu, ai rút ra bao nhiêu, nó được đều được công khai hết. Và tài khoản nó là tài khoản chung, là nó dành cho là để cho duy trì cái Phật sự hoạt động ở trong chùa đó. Ví dụ như sư này muốn đi đâu thuyết giảng cái gì, hoặc là muốn đi thăm ai, hoặc là đi tiếp khách nào, cứ lấy ở trong cái tài khoản của chùa nó ra mà chi hết
ha. Ai đau ốm bệnh tật thăm sư này thăm sư kia, hoặc là nấu cơm để mà đãi cho bá tánh phát chẩn cứu trợ hay gì gì, cứ lấy ra đó, cứ lấy ra, có một tài khoản chung của chùa thôi, đúng không? Tại sao bây giờ lại quy định là để một người có cả chục cái tài khoản riêng như thế, rồi ai mập mờ gian gian chứ dưới mập mờ trong đó ai kiểm soát được, đúng không bà con? À, xong cái vụ này tôi nghĩ bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như những cái tổ chức về nhà nước, người ta sẽ kiểm soát chặt chẽ, người ta sẽ làm như thế là để cho bá tánh người ta cũng yên tâm, người ta cúng dường. Ví dụ như bây giờ tôi thấy cái chùa đó, đó có những hoạt động như thế, có cái tài khoản của cái chùa, tôi chuyển cái tên vô liền, 500 triệu ai thích thì cứ chuyển vô bình thường, đó không, không lo không nghĩ. Tại vì đó là cái số tài khoản của cái chùa đó, để duy trì hoạt động của cái chùa đó, tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, đó, thu chi đàng hoàng. Có một người đó là nó hiện ở trên một cái bảng đó. Cái bảng đó là cái bảng để to ở trước chùa, để ai cũng có thể truy cập vào đó. Hàng ngày nó cứ hiện lên, nó chạy lên đó. Đó, rút ra bao nhiêu, nạp vô bao nhiêu, bên thu bên chi, cập nhật liên tục từng ngày từng giờ để cho người ta biết. Chuyển vô là ai chuyển vô, số tài khoản nào đều hiện lên hết. Rút ra bao nhiêu giờ, mấy giờ, mấy giờ, chi cái gì, đó, phải làm như thế. Đó, chứ bây giờ tôi thấy không ổn rồi. Người mà có cả chục cái tài khoản cá nhân chứ toàn là đã tu mà còn số tài khoản ngân hàng cả đống ai tu cũng được, đúng không? Mà ông gì cũng chăm lo, ông lo mùa mã ông bà nhà ông. Nó tu cái gì, thấy có vị chân tu nào mà vô trụ trì xong kiếm tiền về xây nhà thờ tộc, rồi xây này lo cho gia đình dòng họ được không? Nó là luận đạo tạo đời. Đã xuất gia là không còn dính líu gì tới nhà hết nha. À, báo hiếu cha mẹ, quỳ bái lại ba mẹ rồi đi vô sống cuộc đời của Phật. Anh vô anh kiếm tiền về rồi cái anh về anh xây nhà thờ tổ, nhà thờ tộc. Ôi cái đó là anh chưa buông bỏ, chưa đi tu đâu. Anh còn về anh lo cho ông bà tổ tiên mà. À, quý vị nhớ anh Live Food Live này cũng có thời gian anh về anh xây nhà thờ tộc nha. Anh là quý vị ngồi bắt á, nhà thờ tộc rất lớn luôn, nhà thờ tổ, nhà thờ tộc họ quý vị. Cái đó là anh, vậy là anh chưa xuất gia mà anh còn lo cho gia đình mà, dòng họ mà. Đã nói là xuất gia là ra khỏi gia đình, không còn dính líu ở nhà nữa. Đó, nhiều thứ lắm quý vị ơi. Rồi tôi sẽ tiếp tục tôi chăm sóc anh Live Food Live của chúng ta nha. Rồi mỗi ngày một câu chuyện. Cuối video clip thì em xin gửi đến những cái sản phẩm và hàng Nhật của em nha. Xin mời quý vị chúng ta xem qua, xin kính mời. Rồi như thường lệ cuối video thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, uy tín chất lượng, hàng Nhật chất lượng Nhật 100% made in Japan. Đó, đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Rồi thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang. Đây cái thuốc viêm xoang này là Chikunai 224 viên một hộp. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh xoang lâu năm nè, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha. Riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất. Đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị. Đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi, thì cái này 224 viên uống được 1 tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả. Viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000 một hộp. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua nha. Các anh chị nào đó, bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng, ở chua, đầy hơi, hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tí tô nha quý vị. Hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha. Đó, rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên. Đó, mỗi ngày mình uống 6 viên. Đó, chia làm 3 lần mình uống với nước ấm á, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi, tiếp theo là gì? Cái miếng dán thải độc chưng. Đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng, mới nhập về nha quý vị. Rồi, cái miếng dán thải độc chưng là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là nó có độc tố trong người nha. Nó có độc tố trong người thì đây, trước khi đi ngủ á, mình ngâm chưng mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chưng khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha. Đó, 36 miếng. Thì bắt đầu mình lấy hai cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào hai cái lòng bàn chân, rồi sau đó chúng ta lấy hai cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân, rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tuột ra.
mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui đó, độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra. Và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình, tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng đó. Dùng một hộp, hai hộp, ba hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng ha. Cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp, 36 miếng 950.000 nha quý vị. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mà nó cứng, nó ngắt, mà nó đau dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên à, viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên viên uống đau vai gáy. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPA SQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ nè, tăng cường oxy lên não nè, đó, và đặc biệt là gì, bổ não, tăng cường trí nhớ nè, đó, ngủ ngon, ngủ sâu nè, đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh nè, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha, bổ não cực kỳ hiệu quả. Rồi cái DHA này 300 viên, rồi em bán 330 viên, rồi em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bổ não cực kỳ tốt ha. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng về tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Các anh chị cứ yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau, chào tạm biệt.